Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi Radio Phố Đêm, và Hương Giang xin chào anh Nam. Chào Hương Giang, chào cô. Dạ, thưa anh Nam và thưa quý vị, có lẽ là chưa bao giờ hết mà tình hình chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump sẽ diễn ra. Và thưa quý vị, tình hình thì nó sôi động, nó náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi vì chưa có trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một vị tổng thống nào mà những ngày sát với ngày lễ tuyên thệ nhậm chức lại có những cái vụ mà bị chỉ trích rồi đấu khẩu liên tục ở trên mạng Twitter như là ông Donald Trump. Thưa anh Nam, có nắm là cái buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump hiện nay như thế nào không anh? Theo như kế hoạch, theo như đề xuất? Có lẽ thưa quý vị, nói như Hương Giang làm câu nhận xét rất là đúng. Ngày lễ nhậm chức thì sắp tới. Vị mà Tổng thống thứ 45 của đất nước Hoa Kỳ là ông Donald Trump đang chuẩn bị cái lễ tuyên thệ nhậm chức với nhiều hoạt động là diễn hành rất là sôi động. Tuy nhiên, người ta lại dành nhiều vấn đề phức tạp, tranh cãi, ồn ào, náo nhiệt xung quanh giữa ông Trump và những người liên quan. Có lẽ cái câu chuyện này đó là nó liên quan đến cái câu chuyện đầu tiên mà nói vụ John Lewis đi ha. Hương Giang có thể nói cho quý vị nghe cái vụ đó đầu tiên đi. Dạ thưa quý vị, hiện nay thì có rất là nhiều những người dân chủ ở trong Quốc hội, những vị dân biểu, những vị thượng nghị sĩ, họ đang phản đối, tức là họ tuyên bố là sẽ không có tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức để bày tỏ cái thái độ phản đối, và họ đứng về phía ông John Lewis. Trong một cái bài phỏng vấn với hãng NBC News vào hôm thứ Sáu, thì ông John Lewis, có lẽ là quý vị cũng biết, John Lewis là một biểu tượng được coi là một nhà huyền thoại về dân quyền. Ông từng đứng bên cạnh, kề vai sát cánh với Martin Luther King Jr. Trong cái phong trào về dân quyền. Thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu thì ông tuyên bố thẳng thừng là ông có những cái chất vấn về cái tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nó liên quan tới cái vấn đề là Nga xâm nhập tin tặc vào hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, Nga tìm cách can thiệp vào hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Như vậy thì cái những cái giá trị về dân chủ, những cái cơ quan của Hoa Kỳ nó không có được bảo vệ nữa. Và chính vì vậy cái tuyên bố của ông John Lewis được nhiều người bên dân chủ ủng hộ. Tuy nhiên thì ông Donald Trump và bên Cộng hòa thì họ đã phản đối, và ông Donald Trump ngay lập tức đã lên mạng Twitter cho rằng là ông John Lewis chỉ có nói mà làm, nói mà không có làm gì cả, chỉ có talk and talk và không có làm gì cả. Bây giờ ông John Lewis nên tập trung vào cái khu vực mà mình đại diện, bởi vì cái khu vực này hiện nay là đang đầy rẫy tội phạm. Và thưa quý vị, có thể ông John Lewis khi mà ông đặt ra cái chất vấn như vậy, ông bị chỉ trích, cũng có một số người bị chỉ trích. Có một số người chỉ trích ông John Lewis, nhưng mà vấn đề người ta đặt ra ở đây là khi mà người ta nhìn vào Hoa Kỳ, người ta nhìn vào ông John Lewis chỉ một phần thôi, nhưng mà bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn vào vị Tổng thống của Hoa Kỳ. Cái phản ứng, cái thái độ của ông Donald Trump lên mạng Twitter như vậy thì liệu có đúng hay không? Và chánh văn phòng tương lai của ông Donald Trump là ông Priebus thì ông cho rằng là ông chỉ trích mạnh mẽ cái hành động của ông John Lewis và những cái hành động của các nhà dân chủ ở trong Quốc hội là không tham dự vào cái lễ tuyên thệ nhậm chức nữa. Và ông cho rằng là cách đây 8 năm khi mà Tổng thống Barack Obama lên nhậm chức đó, thì bên đảng Cộng hòa không có ai có những cái thái độ như vậy, không có ai có những lời chỉ trích, không có ai chất vấn về tính hợp pháp của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà sau đó thì ông cũng thừa nhận là ông Donald Trump dẫn đầu một số những nhà bảo thủ trong hàng năm trời vẫn chất vấn, nghi ngờ cái tính hợp pháp của ông Obama, bởi vì họ cho rằng là ông Obama không có được sinh ra tại Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề hiện nay. Nó có thể là như một cái đám mây mờ, nó che phủ phần nào đó cái lễ tuyên thệ nhậm chức. Điểm thứ hai nữa đó anh Nam, đó là hiện nay cái mối quan hệ giữa Nga và ông Donald Trump và nội các mới của ông Donald Trump như thế nào hiện nay, nó đang rất là phức tạp và đã có rất là nhiều câu hỏi. Nếu mà quý vị nào theo dõi tin tức và quý vị nào theo dõi những cái chương trình của chúng tôi, của Hương Giang với anh Nam cũng như của Hương Giang với luật sư Duyên, thì quý vị biết là trong suốt thời gian vừa qua đã có những cái tin tức bất lợi và cho rằng là ban vận động tranh cử của ông Donald Trump đã có liên lạc với Việt Trung gian của Nga. Nhưng mà mới đây thì có cái bản tin là
ông Michael Flynn, cựu tướng Michael Flynn, tức là cố vấn an ninh quốc gia tương lai của ông Donald Trump, trong suốt những cái tuần gần đây đã thường xuyên liên lạc với Đại sứ quán Nga. Và ban đầu thì cái toán chuyển giao quyền lực đó, anh Nam, thì họ phủ nhận cái tin này, nhưng mà sau đó vào ngày hôm qua thì họ đã thừa nhận là có, và đích thân ông chính là ông Mike Pence, ông thừa nhận là có. Nhưng mà ông nói là những cái việc đối thoại như vậy nó không liên quan gì tới cái việc mà Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt trên Nga cũng như là trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Vấn đề đặt ra ở đây là nó nổi lên rất là nhiều câu hỏi là tại sao bên phía Trump lại có liên lạc với Nga như vậy, nhất là ngay cả trong cái ngày mà Mỹ ra lệnh trừng phạt Nga. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là thông thường thì Putin phản ứng rất là gay gắt. Mỗi lần Mỹ có trừng phạt Nga hay là trục xuất ngoại giao thì Putin phản ứng rất là gay gắt. Nhưng mà lần này thì Putin tỏ ra rất là khoan dung. Ông nói là ông không có trả đũa bởi vì ông muốn một mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, và điều này ông Trump cũng lên tiếng ca ngợi. Thì câu hỏi đặt ra là có phải chăng là nội các của ông Donald Trump đã liên lạc với Nga để mà xoa dịu tình hình, xoa dịu cái phản ứng của Nga để giúp Nga có một cái thái độ mềm mỏng như vậy? Thì đây vẫn là một cái câu hỏi. Và ông Donald Trump mới đây thì ông tuyên bố là ông có thể nới lỏng cái lệnh trừng phạt của Nga để mà làm cho mối quan hệ của hai bên tốt đẹp hơn. Và chúng ta vẫn nhớ là lâu nay thì ông Donald Trump vẫn tuyên bố là ông muốn cải thiện cái mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Và anh Nam biết là cái mối quan hệ của ông Donald Trump với cộng đồng tình báo thì nó càng ngày càng trở nên là chua chát cay đắng hơn. Và mới đây thì giám đốc CIA là ông Brennan, ông tuyên bố thẳng là ông Donald Trump bây giờ chuẩn bị là tổng thống rồi, tức là ông Donald Trump phải đối diện với một cái trách nhiệm rất là to lớn, bảo đảm làm sao mà cho cái lợi ích quốc gia cũng như là lợi ích an ninh quốc gia được bảo vệ, chứ không có phải là ăn to nói lớn hay là lên trên mạng Twitter để đăng đàn để tuyên bố những cái lời chỉ trích. Thì cái lời phát biểu của ông Brennan như vậy ngay lập tức là giống như chọc vào cái gai trong mắt của ông Donald Trump rồi, và ông Donald Trump cũng lên mạng Twitter và phản bác lại, đấu khẩu lại ngay lập tức. Ông nói rằng hãy look at Syria, Crimea, Ukraine và mọi nơi đều tệ cả. Thì ông có đặt câu hỏi là liệu phải chăng ông Brennan là người mà làm rò rỉ những cái tin giả hay không. Cái tình hình nói chung trước ngày chỉ còn vài ngày nữa thôi là ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức, nhưng mà bây giờ tình hình nó đang rất là bất lợi cho ông Donald Trump. Và chúng ta có thể thấy là một cái điểm mà cần lưu ý là sau cái ngày đắc cử thì ông Donald Trump tuyên bố là mình sẽ tập trung vào việc hàn gắn quốc gia, tức là đoàn kết quốc gia lại. Nhưng mà những tuần gần đây thì chúng ta có thể thấy là hầu như ông Donald Trump không còn mặn mà nữa, bởi vì cái cách mà ông hành xử, ông lên mạng Twitter để ông tuyên bố, ông chỉ trích, ông đấu khẩu, ông đối lại những lời chỉ trích, ông vẫn cứ tiếp tục. Và Hương Giang rất là tò mò không biết là sau khi mà nhậm chức tổng thống xong thì ông có còn dùng Twitter nữa hay không? Cái vấn đề đó là vấn đề bàn rất là lớn. Bàn rất là lớn. Cái thứ hai nữa, cái chuyện này nó lại liên quan đến cái chuyện là cái sự mâu thuẫn, không phải chỉ ông Donald Trump với cái giới tình báo của Hoa Kỳ, mà bây giờ cái mâu thuẫn nó lan ra là giữa ông Donald Trump với giới truyền thông Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo vừa qua thì ông chỉ mặt vào CNN cho là fake news. CNN liên tiếp vài ngày sau đó vẫn tiếp tục phản bác rất là dữ dằn và chỉ trích ông Trump cũng rất là nặng nề. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông lại nói cái NBC là bad television, truyền thông xấu. Cho nên cái vấn đề là bây giờ là có một cái mặt trận thứ hai nữa, là cái sự mâu thuẫn giữa ông Donald Trump với cái giới truyền thông của Hoa Kỳ. Mà đặc biệt sắp tới cái vấn đề báo chí và tại tòa Bạch Ốc nên như thế nào là vấn đề lớn. Cái tự do truyền thông sắp tới sẽ như thế nào là vấn đề lớn. Cho nên chúng ta mở những cái truyền hình của Hoa Kỳ ra thấy đó là ông Donald Trump đang nghĩa là có thể nó làm tứ phía là đối đầu, là không những với ngành tình báo mà chúng ta thấy truyền thông. Nhưng mà tình hình một bên ông Donald Trump muốn cách mà giảm trừng phạt nước Nga,
và có những mối quan hệ mà hiện nay đang bị điều tra rất nặng nề, là mối quan hệ đến mức nào, với tầm cỡ nào giữa cái nhóm chuyển quyền bằng vận động tranh cử của Donald Trump, nhóm chuyển quyền của Donald Trump với lại cái phía bên Nga. Đó là vấn đề đang được xem là đang được đặt dấu hỏi. Tuy nhiên cùng lúc đó thì một cái hãng thông tấn Reuters và thăm dò dư luận ấy, thì họ mới đưa ra cái thăm dò dư luận, họ cho thấy rằng họ liệt kê những quốc gia mà được gọi là đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ đó, họ đưa ra Bắc Hàn, rồi Nga, rồi Trung Cộng, rồi Syria, rồi Iran, rồi đủ thứ, thì Bắc Hàn dẫn đầu với 86%, dân chúng Hoa Kỳ cho là 86% người dân Hoa Kỳ đó là cho Bắc Hàn là đe dọa số 1. Nhưng ngay sau Bắc Hàn là 82-84% là Nga. Cho nên cái chuyện mà đề nghị mà thân Nga hay là giảm trừng phạt với Nga đó, nó có thể, ông có thể đứng trước một sự mà khó xử hay là cái sự mà không bằng lòng của tới 82-84% của dân chúng Hoa Kỳ. Cho nên đó, người ta nói là cái những cái hành động mà tin tặc của Nga vừa qua đó, nó khiến cho Trung Quốc hay là các nước khác được xếp hạng dưới Nga, và Nga trở thành một trong hai quốc gia được xem là kẻ thù số một của nước Mỹ hay là đe dọa nước Mỹ một cách rất là nặng nề. Thì cũng trong cái tình trạng như vậy đó, thì cái việc mà ông Trump muốn thân thiện với Nga hay là muốn xóa cấm vận với Nga sẽ đứng trước nhiều vấn đề phức tạp của dư luận của công chúng của Hoa Kỳ. Thì cùng lúc đó, đó thì theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ thì họ cho rằng trong những cái vị tổng thống mà trong cái thời điểm mà nhậm chức đó, tuyên thệ đó, thì thường thường có số điểm là khoảng chừng 60%, như ông Clinton đó, thời điểm nhậm chức ông khoảng được 60-mấy%, hay là Barack Obama thời điểm nhậm chức lên tới 83%, nhưng hiện nay đó, họ cho rằng ông Trump vào thời điểm nhậm chức có 44% cái sự approval rate, là cái sự đồng tình đánh giá cao của dư luận, có nghĩa là nó kêu là historic low, ở cái mức độ là thấp, ở mức độ lịch sử là không được cái người dân Mỹ ủng hộ. Thì cho nên những vấn đề như vậy đó, nó song song với những vấn đề khác, ví dụ từ ông John Lewis cho tới cái vấn đề Nga, rồi vấn đề approval rate, vấn đề báo chí, khiến cho ông Trump đang đứng trong một tình trạng mà cũng rất là phức tạp trong hoàn cảnh mà một cái vị tổng thống lên nhậm chức như vậy. Trong khi đó thì với cái sự cơm không lành canh không ngọt giữa ông Trump và giới báo chí Hoa Kỳ, thì họ ngày họ khai thác cái điểm xấu phía ông Trump nhiều, khiến ông Trump đã nổi điên lồng lộn lên, lồng lộn lên, và ông ta sử dụng cái trang Twitter của ông nhiều, account Twitter của ông nhiều. Thì trong cái cuộc mà gặp gỡ thao hôn mấy tên giữa ông Paul Ryan dạ, và những cái người mà dân tham dự đó, thì khi có một ý kiến hỏi như vậy thì ông Paul Ryan ông trả lời rất hay. Ông trả lời là ông Trump đó, ông không muốn bị báo chí hay truyền thông Mỹ filter những cái lời nói của ông, cho nên ông phải dùng cái trang mạng Twitter. Mà trang mạng Twitter ông có thể ảnh hưởng tới 26 triệu người Mỹ. Đó là một cái trang mạng rất mạnh, một hệ thống mà trực tiếp từ ông Trump đến công chúng, mà không muốn thông qua cái truyền thông có thể bóp méo. Dạ. Cho nên đúng từ đó vậy. từ đó là Paul Ryan cũng có vẻ đứng về phía ông Donald Trump, và như vậy giải thích cho ông Donald Trump, và cái lời giải thích đó thì ông cho rằng đi trực tiếp từ ông tổng thống đến với cái người dân còn hơn là qua cái giới truyền thông mà có thể bị bóp méo. Cho nên cái rồi trong cái sự giới hạn, thay đổi giới hạn báo chí tham dự tại tòa Bạch Ốc đó, nó khiến cho người ta nói rằng trong cái thời kỳ của ông Donald Trump thì vấn đề báo chí sẽ như thế nào. Thậm chí người ta nói là báo chí Hoa Kỳ đứng trước cái vấn đề mà có thể bị hạn chế từ do ngôn luận, từ do truyền thông. Cho nên đây là vấn đề rất là phức tạp. Thì trở lại Hương Giang. Dạ, Hương Giang tiếp tục với phần tin của anh Nam. Trong cái ông Paul Ryan, ông đưa ra một cái lời nhận định mà Hương Giang cho là cũng khá đúng. Đó là ông nói là ông không có tin là sau khi trở thành tổng thống, ông Donald Trump sẽ từ bỏ cái thói quen dùng Twitter. Bởi vì thực ra Twitter có lợi cho ông Donald Trump rất là nhiều, đặc biệt là trong cái mùa tranh cử vừa qua. Tức là ông Donald Trump đã sử dụng Twitter mà không có ai có thể sử dụng Twitter một cách hiệu quả như ông Donald Trump. Còn trong khi đó, nếu như mà mình tìm tới truyền thông để mình muốn
truyền cái thông đạt của mình, truyền cái thông điệp của mình cho dân chúng, thì nếu mà quá truyền thông sẽ có thể sẽ bị bóp méo. Và trong khi đó cái cách tốt nhất là bày tỏ thái độ của mình ở trên mạng Twitter. Tuy nhiên ông Warren cũng nói là sau khi mà đã trở thành tổng thống thì cái việc này, cái ông việc ông Donald Trump có bị hạn chế lại hay không và nó có hiệu quả như trước đây hay không thì cho đến giờ vẫn chưa có biết được. Và quay trở về với cái vấn đề Nga, như anh Nam vừa trình bày là cái mối đe dọa từ Nga, trong khi mà dân chúng Mỹ đều tin là Nga là một trong những cái mối đe dọa hàng đầu nằm trong sau Bắc Hàn, thì ông Brennan, giám đốc CIA, ông cũng cảnh báo là hiện nay, ông đưa ra một cái quan điểm là hiện nay ông Donald Trump chưa nhận thức được và chưa hiểu biết hết toàn bộ đầy đủ cái mối đe dọa từ Nga. Thì hy vọng là sau khi mà ông Donald Trump vào tuyên thệ nhậm chức và vào nắm giữ cái ghế ở Tòa Bạch Ốc thì ông bắt đầu từ từ ông sẽ hiểu được tại sao như vậy và những gì thực sự đang diễn ra và đang xảy ra. Vấn đề về Trung Cộng như thế nào vậy anh ạ? Trước khi mình nói vấn đề Trung Cộng thì sẽ tiện nói vấn đề Trump tiếp. Thì hiện nay người ta nghĩ rằng ở cái thời điểm mà tuyên thệ nhậm chức thì thường thường nước Mỹ phải hợp lại với nhau. Dạ. Phải gắn bó lại với nhau và đoàn kết trở lại. Dạ. Nhưng mà hiện nay thì với cái tốc độ mà hủy bỏ cái Obamacare, nó đứng làm dao động hoang mang tới khoảng trên 20 triệu người Mỹ, khiến cho nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại nước Mỹ. Mới đây thôi, tuần weekend này thì ở San Francisco, dạ. Dạ, nó nổ ra tại nước Mỹ và nó có thể nổ ra rất là nhiều nơi trên toàn nước Mỹ. Thì nước Mỹ là đông trong tình trạng là bị khủng hoảng về đoàn kết nhiều hơn, chứ không phải là đoàn kết. Cái thứ hai nữa, cái sự về tẩy chay của 26 gần 30 cái vị mà các nhà lập pháp á, không tham dự cái buổi lễ của ông Trump đó, là nhậm chức của ông Trump đó, thì càng làm cho cái nước Mỹ nó bị căng thẳng hơn nữa. Nước Mỹ bị căng thẳng hơn. Thậm chí có một số ca sĩ, danh ca đến các nhà giải trí đến tham dự cái lễ mà tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ nhậm chức á, thì vì sức ép của một số các cái dư luận cho nên một số ca sĩ đã phải rút tên ra khỏi chương trình trình diễn, và chương trình trình diễn đã rút ngắn lại còn có 1.5 tiếng thay vì 2 tiếng, cho nên khiến cho cái cuộc nhậm chức này, cái lễ lọc của nó cũng rất là phức tạp. Nó gần như cái sự trọn vẹn nó mất đi rất là nhiều. Thì người ta đặt vấn đề là sau khi mà ông Trump nhậm chức xong thì nước Mỹ sẽ như thế nào. Thì trong lúc đó chúng ta thấy là những cái nhân vật bắt đầu xuất hiện. Như người ta hỏi như vậy thì có những câu hỏi là cái legitimacy đó, cái tính hợp hiến của ông Trump về vấn đề mà tổng thống như nào, và cuộc chiến giữa ông John Lewis và ông Trump vẫn tiếp tục. Cái thứ hai nữa đó là sau cái lễ nhậm chức nước Mỹ đoàn kết hơn không là một chuyện khác. Cái vấn đề nữa đó là đối với quan hệ quốc tế thì hiện nay đó, chúng ta nói một số cái vấn đề trong nước, còn vấn đề mà quan hệ quốc tế hiện nay đó thì những ngày gần đây chúng ta thấy rằng ở châu Âu cũng rất là lo ngại, NATO cũng rất lo ngại, châu Âu cũng rất lo ngại, mà Liên hiệp Âu Châu cũng rất là lo ngại, rồi Trung Quốc thì có những cái đối đầu căng thẳng hơn, tuyên bố những đối đầu căng thẳng hơn đối với chính phủ mới của ông Donald Trump, khiến chúng ta có cái cảm giác rằng không những trong nước mà nó có thể có những mất đoàn kết và bất ổn, mà ngay cả cái tình hình mà liên minh, tình hình mà quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ với một số quốc gia và một số tổ chức ấy, thì nó càng phức tạp hơn, nên nó càng phức tạp hơn. Thì không biết trong cái bối cảnh như vậy, chúng ta thực ra hiện nay đến bộ cho đến giờ này cái những cái nội các cũng như Trump chưa nhậm chức, cho nên bất cứ cái sự nào mà tiên đoán điều gì đều có thể sai hết. Nhưng ta thấy cái tình hình nó tương đối khá phức tạp. Nhưng mà thường thường người ta để cho một vị tổng thống hay một cái chính phủ mới, nội các mới đó, thường nước Mỹ nó có một cái tục lệ rất là hay là cái là honeymoon, là trong thời gian mà người ta chưa quen việc, bắt đầu nhậm chức, bắt đầu quen việc ấy, thì xin miễn phê phán. Xin miễn phê phán để cho cái họ sắp đặt cái nhân sự, họ định ra cái đường lối, họ thành hình một cái chính sách, thì lúc đó thì bắt đầu dư luận bắt đầu có những phê phán. Cho nên ta hy vọng rằng nếu mà nước Mỹ vẫn giữ lại cái truyền thống là honeymoon đó, đúng vì mà tân cử dân cử đó, thì hy vọng trong những ngày tháng tới những đối đầu căng thẳng với ông Trump thì đã giảm. Nhưng mà thực sự hiện nay với tốc độ như thế này
với cái tình hình như thế này, tôi nghĩ là không giảm mà dạ, lại, không có, lại không lại, có lại, honeymoon. Cho nên có thời kỳ này là dạ. cũng không có cái honeymoon luôn. Dạ không có honeymoon. Ừ. Và thưa quý vị và thưa anh Nam, một chút xíu liên quan đến chương trình Obamacare thì ông Donald Trump, cái tuyên bố gần đây nhất, mới đây nhất trong weekend vừa rồi thì ông Donald Trump tuyên bố là sẽ có một cái chương trình về sức khỏe, sẽ có một cái luật về sức khỏe mà có đem lại bảo hiểm cho tất cả mọi người. Tuy nhiên đây là cái tuyên bố của ông Donald Trump thôi, cũng như quý vị biết là ông Donald Trump chưa bao giờ mà ông đưa ra được một cái chi tiết, một cái kế hoạch nào có chi tiết cụ thể cả. Nhưng mà ông tuyên bố là bãi bỏ Obamacare xong thì sẽ có một cái chương trình, sẽ có một cái đề xuất mà cung cấp bảo hiểm cho tất cả mọi người dân. Nếu mà được như vậy thì đúng là một điều tốt đẹp, đúng không anh? Nhưng mà có khi Obama nói rất là hay, trong khi cái Obamacare ông đang bị đập tan nát như vậy đó, nhưng Obama trong cái lúc mà trả lời phỏng vấn, ông nói rất là hay. Ông nói là ông tin rằng trong 50 năm nữa khi mình nhìn lại đó, thì Obamacare là một cái legacy, một cái achievement, mà historic achievement, một cái thành tựu mang chất lịch sử của ông ta. Cái thứ hai nữa, ông đã nói này, nếu một ai đó, một đảng nào đó mà đưa ra một cái chính sách về y tế tốt hơn ấy, thì ông sẽ publicly support cái chính sách đó. Ông ta nói rằng trong rất là nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ, họ đi tìm kiếm một cái đường lối chính sách về y tế cho người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà ông cho rằng Obamacare của ông ấy là một trong cái tốt. Nhưng nếu bị đập phá đó, được không? Thì nếu mà có cái khác tốt hơn đó, ông cho tốt hơn, thì ông sẽ công bố chính thức trước công chúng là ông ủng hộ cái đó. Bởi vì cái vấn đề không phải là vấn đề đảng nữa. Nhưng mà tôi thưa quý vị, cái từ đầu ngay cả cá nhân Nam, cái chuyện mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, nó không quan trọng, mà cái ứng cử viên đó, cái phẩm chất ứng cử viên đó, cái năng lực ứng cử viên đó, cái chương trình làm việc ứng cử viên đó, nó quan trọng hơn là cái đảng hay là không đảng. Cho nên nếu chúng ta có thi, chúng ta ủng hộ cho một ứng cử viên độc lập hay một ứng cử viên mà thuộc một cái đảng nhỏ nào đó, bởi vì cái phẩm chất của cái ứng cử viên đó nhiều hơn là một đảng. Cho nên cái chuyện mà cái vấn đề chính là dân Hoa Kỳ, một số tỷ lệ rất lớn, hàng chục triệu người cần chính sách bảo hiểm y tế. Mà bất cứ một người nào đem lại chính sách đó tốt đẹp, cho dù đó là ông Trump, cho dù đó Barack Obama, cho dù đó bất cứ một đảng Dân Chủ, Đảng Hòa, thì cái đó là cái mà được dân chúng ủng hộ. Nhưng mà hiện nay, để đọc cái Obamacare ra, nhưng mà hiện nay cái nào đã thay thế đó, thay thế bằng cái chưa gì có, đó, dạ. Thì chưa có. Nhưng mà cho nên thậm chí cái mà bên phía Đảng Hòa đưa ra có thể khác với cái ông Trump đưa ra. Cho nên mất cũng phải bao nhiêu năm nữa mới có một cái chính sách y tế mang tính chất quốc gia mà được enforce, được thực hiện, mà cái đó đem lại phúc lợi cho người dân, thì chúng ta chờ cái đó. Và chúng ta chờ cái đó chứ không phải chúng ta chờ ông Cộng Hòa, ông Dân Chủ. Dạ, thực ra thì trong cái buổi mà gặp gỡ người dân của ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, thì khi mà ông trả lời câu hỏi là tại sao mà Đảng Cộng Hòa lại bãi bỏ Obamacare, thì ông đưa ra cái lý do và ông giải thích. Thì chúng ta có thể thấy, nếu mà quý vị nào xem theo dõi chương trình có thể thấy là những cái ý tưởng của ông Paul Ryan, ông trình bày thực ra những cái ý tưởng rất là tiến bộ. Nhưng mà cho đến giờ thì chúng ta chưa có chi tiết và chúng ta không biết là Cộng Hòa họ có đạt được mục đích, đạt được tất cả những theo cái ý đồ của họ hay không, thì chúng ta còn phải chờ xem. Nhưng mà trước mắt là Obamacare là cái tương lai là... cho nên tính như vậy, cho nên hiện nay nó có nhiều cái thú vị lắm. Trong cuộc đua sắp tới đó, thì trong dù Trump có làm 4 năm hay 8 năm, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ mãn nhiệm. Dạ. Giống như Barack Obama, 8 và năm sau qua. Quay trở về lại công ty của ông. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra này, thì đảng Dân Chủ sẽ như thế nào? Hiện nay đó, là đảng Dân Chủ đương nhiên mặt chính thức làm đảng chính trị đối lập đảng Cộng Hòa. Cho nên Bernie Sanders có thể đã đang làm lên tiếng rất là dữ dàng. Người ta nghĩ rằng ông cái chance mà ông Bernie Sanders ra trong 4 năm nữa đó, không phải là không có. Hay là cái ông mà Joe Biden dạ, cũng nói là có thể tôi sẽ ra trong 4 năm nữa. Và lúc đó cái tuổi tôi sẽ ra là tôi lớn hơn Donald Trump bây giờ. Cho nên cái ông Trump chưa nhậm chức, mà cái cánh cửa để mở cho 4 năm tới đó, nó bắt đầu là khá ầm ĩ. Dạ. Right. Dạ, nhưng mà ông Donald Trump tuyên bố là ông sẽ 8 năm chứ không phải là 4 năm. Dạ. Thưa quý vị, thời gian của mình hết rồi. Khoan tí xíu nữa đi. Tí xíu nữa thêm chút, dạ, xíu nữa cái chuyện này nè. Thôi mình nói chuyện chính trị to lớn, nhưng mà có, nếu quý vị nào xem trong mấy ngày vừa qua, xem những cái phóng sự truyền hình của Hoa Kỳ về cái legacy của bà Michelle Obama,
Thì đó là một những cái câu chuyện tương đối là nó khá thú vị và cảm động. Người ta đặt vấn đề cái vai trò, cái legacy của ông Obama có thể gây tranh cãi, nhưng mà cái legacy của bà Michelle Obama thì nó rất là thuyết phục, bởi vì bà trở thành một cái role model và một tiếng nói, một quyền lực, một mẫu mực cho một cái thế hệ mới. Thì họ trích lại những cái điều bà đã làm và những điều bà đã nói trong 8 năm vừa qua đó, thì có thể nói là nó rất có giá trị. Nhưng mà có cái điều khi mà theo dõi các cái đài truyền hình của Hoa Kỳ đó, nó lại có một trường hợp này, có một câu chuyện khiến tôi chú ý, Hương Giang, là 8 năm trước khi gia đình ông Bush con đó, rời khỏi tòa Bạch Ốc và nhường cái vị chỗ đó lại cho ông Tổng thống Barack Obama và phu nhân cùng con cái, thì cái lá thư của các đứa con của ông Bush đó, viết cho những cái người bạn mới của mình đó, mà sẽ vô đó ở thay mình đó, là những đứa con của Barack Obama, thì lá thư rất là xúc động. Người ta xem nó là một cái lịch sử, ta xem đó là một truyền thống tốt đẹp trong việc mà không những bố mẹ chuyển giao quyền hành lực để tổng thống và đệ nhất phu nhân một cách mà đúng hiến pháp, một cái sự chuyển giao quyền lực ôn hòa và yên bình, mà ngay cả những đứa nhỏ nó cũng biết có những lời dặn những người bạn mới tới, những điều gì tôi giới thiệu cho bạn, những điều gì bạn nên biết, những điều gì bạn nên làm, những điều gì tôi khuyên bạn. Khi mà mình đọc những lá thư đó của những tuổi trẻ như vậy đó, mình cảm thấy nó có một cái sự rung động, bởi vì họ không còn là trắng hay đen, họ không còn là dân chủ cộng hòa, mà họ cư xử như những người mà trí thức, thượng lưu, có học thức, có văn minh của nhân loại này. Cho nên trong lần này đó, người ta hỏi rằng những đứa con của Barack Obama có viết lá thư như vậy với đứa con trai 10 tuổi của ông Donald Trump và bà Melania không? Và nếu viết thì lá thư nó sẽ như thế nào? Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là trong cái phong cảnh linh sinh lùm xùm của người lớn ấy, thì con góc nhỏ rất là dễ thương của các cái, như là mấy đứa con của các vị tổng thống của Hoa Kỳ có những cái truyền thống mà tôi nghĩ rằng nó tốt đẹp. Dạ, ngoài ra thì vị tổng thống mà sắp rời cái nhiệm sở, có một cái truyền thống là những vị tổng thống sắp rời nhiệm sở sẽ để lại một cái bức thư trong cái phòng bầu dục cho vị tổng thống nhậm chức. Thì đã có như là tổng thống George Bush cha để lại cho tổng thống Clinton cái bức thư cũng rất là xúc động, và tổng thống Bush con cũng để lại một cái bức thư cho tổng thống Obama cũng rất là xúc động. Thì bây giờ Hương Giang cũng đang tò mò xem thử là tổng thống Obama sẽ để lại bức thư như thế nào cho tổng thống tương lai là ông Donald Trump. Nhưng mà có trong lúc mà giữ những căng thẳng giữa hai bên khi mà tranh cử đó, khi mà lúc đang tranh cử thì ông Obama dùng những cái từ ngữ nặng nề với ông Trump, right? Nhưng mà khi tiếp đón tòa Bạch Ốc thì tiếp đón đến cái độ nồng nhiệt, và ông Trump cho rằng về mặt cá nhân tôi quý trọng Barack Obama, right? Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn vừa rồi thì ông Obama có nói một câu mà tôi nghĩ cũng xúc động lắm. Ông nói câu là "Don't ever underestimate Donald Trump", đừng bao giờ coi thường Donald Trump hết. Bởi vì ông có thể làm những cái chuyện mà khó có thể coi thường. Thì cái ngôn ngữ giữa tranh cử và ngôn ngữ giữa bàn giao quyền lực cũng như chuyển quyền, nó có hai thứ ngôn ngữ khác nhau. Thì chúng ta hy vọng rằng sau khi mà ông Donald Trump, ông lên, ông có bộ nội các hẳn hoi, ông có hộp bộ nội các, có chính sách, có đường lối, thì chúng ta tin rằng những cái ồn ào náo nhiệt đầy tranh cãi trong thời gian vừa qua nó sẽ kết thúc, và hy vọng nước Mỹ sẽ đứng trước một tương lai vì quyền lợi chung của nước Mỹ, vì các cái đảng đối lập cũng như là các vị dân cử, các cái thành phần khác nhau sẽ bớt đi phần nào những cái sự khác biệt hiện nay, tranh cãi hiện nay. Nếu mà tiếp tục như thế này thì chúng ta biết nước Mỹ sẽ như thế nào trong thời gian tới, thưa quý vị. Nhưng mà Hương Giang đồng ý với ông Paul Ryan ở chỗ là ông Paul Ryan tuyên bố là ông Donald Trump làm tổng thống sẽ khác biệt lắm, khác biệt mọi người lắm. ông biết ông Paul Ryan khi mà họp town hall ông nói chữ gì không? Chữ gì anh? Ông nói khi người ta hỏi unconventional. Dạ. Ông dùng cái chữ mà rất là tế nhị. Dạ, unconventional. Khác thường, khác lạ, không giống ai. Dạ. Thì cái đó sẽ như thế nào và xã hội sẽ chấp nhận như thế nào? Cho nên khi mà nghe những cái truyền hình của Hoa Kỳ, nhiều lúc họ dùng ngôn ngữ cũng rất là khéo léo, thưa quý vị. Những bậc chính trị họ dùng ngôn ngữ chúng ta phải là nhiều lúc
cũng phải cân nhắc chữ nghĩa. Ông không nói là gì hết. Ông dùng khi hỏi về ông Donald nghĩ gì ông Donald Trump, thì Paul Ryan nói là đây là vị tổng thống unconventional. Nó không giống ai. Dạ. Đây, nó không giống người nào hết. Và nó rất là khác lạ. Thì khác lạ là gì? Chúng ta sẽ chờ đợi trong thời gian tới từ quý vị. Và mời quý vị tiếp tục nghe, theo dõi cùng chúng tôi những tin tức thời sự trong ngày, những bản tin ngắn ngắn trong ngày giúp quý vị cập nhật hơn những vấn đề mà nước Mỹ đang quan tâm nhất, vấn đề nước Mỹ đang chú ý. Và chúng tôi thưa quý vị rằng tin là tin, chúng tôi không muốn có một cái bình luận, nhận định, phê phán bất cứ vấn đề nào trong vấn đề này. Quý vị sẽ theo dõi trong chương trình 60 phút chúng tôi thì có những cái vấn đề bình luận, nhận định, phân tích. Nhưng trong chương trình tin tức thì chúng tôi và Hương Giang là toàn là tin. Dạ, cảm chúng ơn tôi chỉ đưa tin. Chúng tôi tường trình, quý vị nhận định. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và Hương Giang vẫn luôn nhắc. Thưa quý vị, hãy nếu có thời gian hãy vào báo calitoday.com để đọc, theo dõi những bản tin chi tiết hơn. Và một lần nữa cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị một buổi tối thật là ấm cúng bên người thân và bên gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Hương Giang bay xuống dự với ông Trâm không? Dạ, Hương Giang không có được mời. Nếu mà Hương Giang được mời... Tự nhiên sáng nay tôi lại nghe tin tức xong tôi lại thèm đi bay xuống tới các bạn. Dạ, tại vì Hương Giang được biết là quanh vùng San Francisco có một phụ nữ từng làm tình nguyện viên cho cái chương trình vận động tranh cử của ông Donald Trump đã được nhận thư mời. Dạ, rất là thú vị. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị và cảm ơn Hương Giang.